Trong khuôn khổ lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm 2022, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tổ chức khu trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP. Khu trưng bày gồm 8 gian hàng với các sản phẩm như rượu ngô, mật ong, thịt gác bếp, chè san tuyết. Đến nay, huyện Đồng Văn đã có 19 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Chương trình OCOP đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đồng thời từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến và thương mại hóa sản phẩm.